Chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta cùng xem sản phẩm củ sen nóng lạnh chất liệu inox Sup 304, ký hiệu L1301 của Euroline. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm được đóng gói trong một vỏ hộp màu của Euroline Việt Nam. Chúng ta cùng kiểm tra sản phẩm nhé. Trong mỗi sản phẩm đều có một phiếu bảo hành chính hãng của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Và đây là phụ kiện bao gồm tay sen đi kèm, dây 150cm, bát đỡ của củ sen. Bộ phụ kiện lắp đặt. Và đây là thân củ sen. Chúng ta cùng xem chi tiết nhé. Thân củ sen được đóng gói trong một túi vải để bảo quản sản phẩm một cách tốt nhất, tránh chảy xước và đập khi vận chuyển. Ở đây là chi tiết của sản phẩm. Chúng ta cùng xem chi tiết của sản phẩm củ sen này như thế nào nhé. Đây, chúng ta cùng xem. Thứ nhất, về chất liệu, củ sen này được đúc từ inox Sup 304 nguyên chất. Chúng ta thấy màu sắc của củ sen có màu trắng vàng, hơi ngà ngà và được giữ màu sắc nguyên thủy của inox Sup 304. Chúng ta thấy màu sắc khác với màu sắc của mạ chrome. Nhiều người lầm tưởng là inox 304 là sẽ màu sáng bóng, nhưng đó là mạ chrome, còn màu đây là màu inox nguyên thủy. Màu inox nguyên thủy thì sẽ có màu như vậy. Đây, chúng ta cùng nhìn kỹ màu sắc của sản phẩm. Đầu vòi được thiết kế với công nghệ tạo bọt chống văng bắn và tiết kiệm nước. Đây là lún chuyển đổi giữa chức năng chảy giữa củ sen và giữa tay sen và đầu xả. Chúng ta chỉ việc kéo lên thôi và nhấn xuống. Củ sen được thiết kế với đường nét bo tròn kéo dài, tạo lên sự trang nhã và mềm mại cho sản phẩm. Chúng ta có thể xem chi tiết sản phẩm ở các góc nhìn khác nhau. Đây, chúng ta có thể thấy là sản phẩm rất là trang nhã và mềm mại. Đối với sản phẩm inox 304 của Euroline thì 100% tất cả các linh kiện chi tiết đều làm từ inox Sup 304, từ con ốc cho đến ốc gông, ngoại trừ van ceramic bên trong. Thì van ceramic bên trong chúng tôi được làm từ van Jiujiu của Taiwan. Van này khá là nổi tiếng ở trên thị trường rồi, để chúng ta có thể yên tâm về chất lượng của van, không giống như các loại van của các thương hiệu rẻ tiền thì thông thường dùng bằng van trôi nổi thôi thì thời gian sử dụng sẽ rất là ngắn. Còn Euroline thì sử dụng van Jiujiu của Taiwan cho chất lượng tốt nhất và có độ bền cao từ 10 đến 15 năm sử dụng. Chúng ta thấy trên tay của sản phẩm được in logo của Euroline với một ký hiệu hot là H là bên nóng, C là bên lạnh, là cold theo tiếng Anh. Trên thân sản phẩm được dán một tem điện tử thông minh, chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng cách quét mã QR code. Chúng ta có thể dùng Zalo để quét. Sau khi quét thì thông tin sản phẩm sẽ hiện trên phần màn hình. Chúng ta có thể kiểm tra được sản phẩm rồi xuất xứ, thương hiệu, tất cả mọi thứ. Sản phẩm được thiết kế một cách rất là chắc chắn. Chúng ta thấy là phần đánh bóng được xử lý rất là kỹ càng và bề mặt trơn tru.
sản phẩm với thiết kế rất là trang nhã. Khác với các dòng sản phẩm khác, sản phẩm của Euroline thì luôn luôn được làm từ chất liệu inox sút 704, vì vậy sản phẩm sẽ không han rỉ theo thời gian. Tuy nhiên vẫn có thể bám sét, nhưng chúng ta có thể lau chùi một cách dễ dàng và vẫn trả lại bề mặt sáng như cũ. Sau khi giới thiệu xong, tôi sẽ làm cái bước test để chúng ta kiểm tra xem sản phẩm này có phải là inox sút 704 không nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem phụ kiện đi kèm của sản phẩm. Đây là bộ chân quỳ kết nối. Bộ chân quỳ kết nối thì đây là hai chân quỳ chữ Z được kết nối giữa đường nước chờ và thân vòi. Thì của Euroline, chân quỳ này được làm từ inox sút 304 và logo được dập chìm ở trên ngay chân quỳ này. Đường ren rất là sắc nét, được CNC và dễ dàng lắp đặt với các đầu ren của đường chờ, đường ống cũng như là thân vòi. Đi kèm là hai gioăng cao su chịu nhiệt. Đây lắp chụp. Lắp chụp của chúng ta thì cũng bằng inox sút 304, được chụp bên ngoài chân quỳ để đảm bảo thẩm mỹ hơn cho sản phẩm. Đây là bộ chân quỳ. Đi kèm sản phẩm là một tay sen cũng bằng inox sút 304 của Euroline. Đây, logo sút 304 được dập chìm ở ngay trên thân của tay sen. Tay sen được thiết kế tròn với các mặt lúm phun cao su. Chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh lúm này khi bị tắc nghẽn một cách rất là dễ dàng. Chúng ta thấy tay sen mỏng, tăng áp cao và dễ dàng sử dụng. Tay cầm rất là thuận tiện, phù hợp khi sử dụng để tắm. Kế tiếp là dây sen. Dây dẫn của tay sen dài 150cm và cũng được làm từ inox sút 304. Ruột của dây sen được thiết kế bằng cao su chịu nhiệt, vì vậy ruột sẽ chịu được nhiệt độ cao. Đây, chúng ta lưu ý là trong đây có kèm sẵn gioăng cao su rồi, khi lắp đặt thì chúng ta chỉ việc lắp đặt vặn vào thôi. Đó, kết nối rất là dễ dàng, chúng ta chỉ cần siết chặt bằng tay này là đã đủ rồi. Bát gác của tay sen thì cũng được làm từ inox 304. Đây, chúng ta thấy bát gác của tay sen cũng được làm từ inox 304 với hai chế độ cài, một chế độ cài đứng và một chế độ cài nghiêng, và đi kèm là hai tắc kê và ốc vít để chúng ta bắt bát gác này. Chúng ta chỉ bắt hai lỗ này vào tường thôi là đã hoàn thành rồi. Sản phẩm của Euroline thì có giá thành phù hợp, không giống như các sản phẩm giá rẻ khác được bán ở trên thị trường. Thông thường được làm từ inox 201 hoặc từ hợp kim Antimon, vì vậy sẽ có giá thành rất là rẻ, nhưng khi sử dụng chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề như bị bong chóc, rồi sét loang lổ, không vệ sinh được. Còn riêng với sản phẩm của Euroline, chúng tôi sản xuất từ inox sút 304 không chì, đảm bảo cho sức khỏe người sử dụng và không bị rỉ sét theo thời gian. Tôi sẽ làm thử một thí nghiệm để test chất liệu của củ sen, để các bạn thấy là tại sao giá thành của sản phẩm Euroline luôn luôn cao hơn giá thành của các sản phẩm rẻ tiền khác hiện đang được bán tràn lan ở trên thị trường. Vẫn được nói là inox 304, nhưng chúng tôi cam kết các sản phẩm đó hoàn toàn chắc chắn không phải là inox 304, bởi vì inox 304 thì các bạn chỉ cần đưa ra một tính toán sơ bộ về trọng lượng và giá thành của inox là chúng ta đã có thể tìm ra được câu trả lời rồi.
Trên tay tôi có một nọ thử chất liệu của Elok. Chúng ta có thể thấy là khi nhỏ dung dịch này lên thì các chất liệu sẽ có màu sắc như ghi trên vỏ hộp. Đây chúng ta thấy là nếu mà là Elok 201 thì sẽ là màu đỏ, 202 là màu hồng, 301 thì sẽ là hồng lạc, và đặc biệt 304 thì chúng ta sẽ thấy nó là màu xám. Và tôi sẽ nhỏ thử lên trên thân sản phẩm đây. Đây chúng ta thử nhỏ lên đây nhé, và chờ đợi xem sản phẩm có là màu xám hay không. Tôi sẽ nhỏ lên tay, sen này luôn. Dung dịch này thì như xem các video trước các bạn cũng có thể biết rồi, đây là dung dịch chuyên biệt để thử Elok 304. Đó, bây giờ tôi sẽ lau phần này đi, chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đây, sau khi lau sạch thì chúng ta chỉ thấy là một màu xám thôi. Điều đó chứng tỏ sản phẩm loại Elok 304. Và đây chúng ta cùng lau trên tay này đi. Đây, chúng ta thấy là cái vệt xám vừa rồi chúng ta vừa nhỏ xong đây. Đó. Vâng. Các bạn có thể thấy là đây là sản phẩm được làm từ chất liệu Elok Super 304 không chì của Eurolife. Sản phẩm thì chúng ta có thể thấy thiết kế ở đây rồi, rất là trang nhã và đẹp. Không giống như các sản phẩm rẻ tiền khác được bán với giá thành rất là rẻ, đối với Eurolife thì chúng tôi hy vọng mang lại những sản phẩm giá trị thực, chất lượng thực tới tay quý khách hàng. Vì vậy quý khách hãy yên tâm khi lựa chọn sử dụng sản phẩm của Eurolife. Chúng tôi cam kết về chất lượng cũng như chất liệu, như đã công bố, các sản phẩm hoàn toàn đạt tiêu chuẩn chất lượng và đúng chất liệu. Vì vậy quý khách hãy yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của Eurolife. Các sản phẩm giá rẻ khác được bán tràn lan trên thị trường hầu hết là sản phẩm giả và không có chất lượng đúng như đã công bố. Vì vậy quý khách hãy sáng suốt khi lựa chọn sản phẩm sử dụng cho căn nhà của mình, bởi vì khi thay thế nó sẽ rất phức tạp và tốn kém hơn nhiều lần với giá trị của một sản phẩm khi quý khách mua và lắp đặt ngay từ ban đầu. Vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ các bạn những sản phẩm dành cho công trình, cho ngôi nhà mơ ước của quý khách. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ Eurolife suốt thời gian 10 năm vừa qua để nâng thương hiệu Eurolife Việt Nam lên một tầm cao mới. Xin cảm ơn mọi người và hy vọng sẽ được phục vụ các bạn trong thời gian tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm video clip của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo.